Mới đây, trang Newflare đưa tin, một chiếc xe bồn đã lăn xuống ruộng khi tài xế đang lùi xe dọc con đường nông thôn. Sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 10 tại tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. Theo hình ảnh camera an ninh quay lại cho thấy, tại hiện trường chiếc xe bồn hạng nặng đang lùi xe dọc theo con đường ruộng đất ở tỉnh Pathum Thani, ngoại ô Bangkok. Tuy nhiên, chiếc xe bồn đã bị lật khi bánh xe trượt khỏi mép đường. Người dân gần đó cho biết, Tài xế đã phớt lờ những cảnh báo mà người dân nói với anh ta rằng việc lùi xe là không thể. May mắn là tài xế đã không bị thương và phải leo ra khỏi chiếc xe từ cửa xe bên phụ. Cơ quan chức năng địa phương đã triển khai cần cẩu và máy xúc để kéo chiếc xe tải lên. Vụ việc đang được cảnh sát địa phương điều tra.